Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Văn Vũ Vlog. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một con diều sáo song vân. Ở đây là mình có hai đoạn khung cánh trên, khung cánh dưới và có phần dái diều. Dái diều đây là mình đã cuốn sẵn rồi nha các bạn. Còn đây là cái phần thanh cái diều. Cái phần thanh cái diều này chiều dài ấy, mình làm nó chỉ có tầm khoảng 37 cm nha mọi người. Cái thanh cái này chiều cái rất là ngắn. Tại vì sao mình chỉ làm 37 cm thôi, mình không làm thân cánh rộng. Mình chỉ làm cái phần cánh trên và cánh dưới nó chỉ cách nhau khoảng 30 cm này thôi. Bởi vì là mình làm như này để cho cánh nó cứng. Nếu mà làm cánh rộng quá thì cánh nó sẽ ngắn, nó yếu cánh. Mình làm như này nó hẹp cánh này, lên trên cao nó vẫn đón gió, vẫn bay trên cao bình thường như các bạn. Hoặc là các bạn gặp những cơn gió lớn, gió rông nó giết thì diều mình vẫn bay bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vót khung. Đầu tiên là cái khung này chúng ta sẽ vót nhỏ hai đầu cánh này đều chúng ta đều vót nhỏ nha các bạn. Sau khi đã vót nhỏ xong thì các bạn căn chỉnh làm sao cho cái thanh cánh diều khi mà chúng ta uốn cong như này thì nó sẽ có độ cong đều, để khi chúng ta lên diều nó sẽ không bị lệch độ cong. Bởi vì là hai phần cánh diều như thế này là phải cong đều nhau. Nếu mà các bạn mà làm cong không đều ấy thì nên nó sẽ khó lên, mà có thể là diều sẽ bị ngoáy cháo. Ở cái phần thanh cánh diều này cũng vậy, mình cũng sẽ làm đều như này như các bạn. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta vót diều, trong quá trình vót ấy, chúng ta phải vót làm sao cho những cái khung diều thật đều, rồi chúng ta uốn như này xem nó có đều hay không. Nếu nó đều là ok. Ở đây chúng ta sẽ nhìn ra những đường cong, có chỗ nào cong quá hay là cong ít, hay chỗ nào vào chỗ nào ra, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rõ nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình làm vào khung diều nha. Ở cái thanh cái diều này là mình đã khắc những cái đường, để mình tí nữa xong thì mình sẽ đặt những cái thanh cái diều lên đây nha các bạn. Mình đặt những thanh cái diều lên đây để xong rồi mình buộc lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy thước mình đo xem là cái thanh cánh diều này của mình bao nhiêu cm. Mình sẽ chia đôi ra, xong mình sẽ lấy bút mực mình vạch này nha các bạn, để chúng ta làm dấu, và trong quá trình làm mà diều nó không bị chạy mất dấu, với lại chúng ta đặt diều được chuẩn hơn nha mọi người. Ở đây của mình là 1m19 thì tương đương với 59,5 cm là nằm ở giữa nha mọi người. 59,5 cm của mình nằm ở đây. Thì mình sẽ lấy cái bút, các bạn có thể dùng bút bi, các bạn cũng có thể là dùng bút dạ. Các bạn vạch vào đây để các bạn lấy dấu. Đây là một cái đường lấy dấu của mình, từ này là đường màu đen nha các bạn. Tiếp theo ở cái phần cánh diều này cũng vậy, ở cái phần cánh diều còn lại các bạn cũng đặt chống đất xong cho hai cái đầu diều bằng nhau, rồi các bạn cũng vạch như cái thanh còn lại là nó sẽ đều nhau nha các bạn. Đấy, như vậy là nó sẽ đều nhau. Sau khi mà vạch xong thì mình tiến hành đo lại xem là đã được chưa. Đấy, xem là đã chuẩn chưa. Bây giờ mình đo lại thì thấy đã hai bên đã đều nhau rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành buộc cái thanh cánh diều này vào thân cái diều nha. Mình sẽ đặt cái phần mực đen này vào giữa phần cái diều, sau đó mình sẽ buộc lại. Khi mình đã siết được nhiều vòng rồi thì mình sẽ dùng keo 502 mình nhỏ vào nút buộc để cho cố định nút buộc lại. Sau khi đã buộc xong phần cánh trên, bây giờ mình sẽ tiến hành đến buộc phần cánh dưới nha mọi người. Ở phần cánh dưới mình cũng đã khắc một đường ở đây rồi, mình chỉ việc đặt phần cánh dưới vào và buộc thôi. Mình sẽ đặt ở cái vạch đen của mình vào giữa thanh cái nha mọi người. Sau khi buộc xong thì mình nói nhau 002 này để cố định vết buộc lại.
như này là mình đã được phần cánh trên và cánh dưới. Bây giờ mình sẽ tiến hành buộc hai phần đầu cánh lại. Ở đây mình sẽ không dùng dây dù buộc, mình sẽ dùng ống ti ô nha các bạn. Các bạn chọn cho mình những loại ống ti ô như thế này, các bạn mua loại nhỏ thôi, xong các bạn cắt khoảng tầm 6 đến 7 cm, các bạn cắt hai đoạn như này để đút vào hai bên đầu cánh. Các bạn đút một nửa, còn một nửa còn lại thì ở bên đầu kia sẽ đút vào. Như thế này là chúng ta đã được phần đầu cánh đẹp. Như thế này là ok rồi nhé mọi người. Mọi người nhìn xem, hai bên đầu cánh vào rất là đẹp và chúng ta không bị buộc, không phải buộc dây mà chỉ dùng cái ống ti ô này, nó rất là nhàng. À, phần đầu còn lại nguồn ống ti ô vào một bên cánh, sau đó mình sẽ đút phần bên cánh còn lại. Như này đã là xong phần cánh trên rồi nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ đi làm phần dái, sau đó mình sẽ làm phần dây chéo rồi dây níu cánh nha mọi người. Ở đây là phần dái mình đã buộc sẵn, bây giờ mình sẽ đặt vào cái đường mình đã khớp như thế này, sau đó mình buộc lại. Ở đây mình sẽ dùng thước mình đo và mình căn chỉnh làm sao cho phần giữa của phần dái này đặt nằm giữa thanh cái. Ở đây cái chiều dài của khoang cái này là 6,3 cm, mình sẽ lấy 3,1 cm thì mình sẽ vạch mực ở giữa đây, sau đó mình sẽ đặt lên thanh cái này và đặt giữa thanh cái. Khi đã có vạch mực rồi thì mình đặt nó sẽ chuẩn, mình không phải đo gì hết. Như thế này là chúng ta đã đặt giữa rồi. Bây giờ mình sẽ lấy dây và buộc phần dái lại. Sau khi buộc xong phần dái, mình sẽ tiến hành căn chỉnh cái phần thanh dái vào cái phần cánh diều như thế này. Mình sẽ chỉnh làm sao cho phần dái nó buộc vào phần cánh diều như thế này. Sau khi đã buộc xong phần dái diều và phần cái diều thì mình sẽ tiến hành làm dây néo ngang này và dây néo dọc. Đầu tiên mình sẽ đua khoảng cách từ đầu cánh diều đến thân cái là 57 cm, thì mình sẽ lấy khoảng giữa 57 cm này để mình buộc cái dây néo đứng nha mọi người. 57 cm thì tương đương với 28,5 cm là nằm ở khoảng giữa, thì mình sẽ đo từ thanh cái ra là 28,5, là từ khoang giữa ra và từ đầu vào là đều nhau nha các bạn. Tiếp theo ở phần bên này cũng thế, mình sẽ đo 28,5 cm để mình đánh dấu để tí mình buộc dây sao nó cho nó chuẩn. Ở đầu bên này cũng vậy, mình cũng sẽ lấy 28,5 cm, bởi vì hai bên cánh diều đều bằng nhau, mình đều lấy 28,5 cm, mình là đều rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ dùng dây, cái này là cái này dây đứng như này các bạn, cái dây đứng như này mình sẽ buộc lại. Nếu mà các bạn thích diều kinh hẹp đấy thì các bạn cho nó hẹp lại, còn các bạn thích đến tự nhiên thì các bạn cho tự nhiên, mà các bạn thích
để nó rộng ra thì các bạn cho nó rộng rộng ra một tí không sao. Ở đây thì mình sẽ để theo cách tự nhiên, mình để nó vừa vừa thôi, tí thì mình còn chẳng cái dây ngang này nữa cơ. Ở đây thì mình sẽ không 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 buộc, mình sẽ dùng keo 02 mình nhỏ vào để cho nó cố định lại thôi, chứ mình không buộc. Như này là đã xong phần dây néo dọc rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc phần dây néo ngang. Đầu tiên mình sẽ buộc dây vào đầu cánh này, sau đó mình sẽ đo ấy khoảng cách cánh diều này xem bao nhiêu cm, thì mình sẽ vạch một điểm ở giữa để mình buộc cái dây néo này sao cho nó ở giữa. Hiện tại ở đây là 27 cm, tương đương với lại khoảng giữa là 13,5 cm. Mình sẽ phải chia đôi khoảng giữa này ra. Cái dây néo này sẽ phải đặt lên trên cái dây ngang ngang này nha các bạn, chứ các bạn đừng đặt dưới, đặt dưới thì không được nha. Đấy, cái dây này phải đặt như này, khi mà các bạn buộc diều thì các bạn phải đặt như này thì nó mới đúng kiểu. Sau khi đã vạch được mực rồi thì mình sẽ tiến hành buộc cái dây này vào phần mực đã buộc. Như vậy các bạn thấy không, nó đã lên được phần cánh rồi này. Đấy. Sau khi quấn được 1-2 vòng thì mình sẽ tiến hành nhỏ keo 502 này để cho nó cố định cái vết buộc này, nó không bị chạy. Mình sẽ dùng thước mình đo xem từ thanh cái ra phần đến đầu cánh này là bao nhiêu. Hiện tại là 57 cm, thì mình cũng sẽ lấy từ cái phần giữa này ra phần này là 57 cm cho mọi người. Mình phải lấy như thế thì nó mới đều. Ở đây mình sẽ buộc dây quấn lại 1-2 vòng để giữ không cho cánh diều nó nóng ra, không cho dây nó chạy. Sau đó mình sẽ nên dùng thước mình đo, hiện tại là gần 58 cm, mình sẽ kéo thêm một chút nữa thì mới đủ 57 cm nha mọi người. Như này là được rồi nha mọi người. Như này là chuẩn rồi, hai bên đã đều nhau rồi. Khi đã đều thì mình tiến hành nhỏ keo 502 để cố định phần dây lại, không để cho nó chạy. Sau đó mình sẽ quấn một thêm 1-2 vòng nữa. Như này là đã xong phần chiều sáo rồi nha mọi người. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình sẽ mang đi câu và đem đi thả.